Play a solo song. Ok, hello, xin chào tất cả các anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay mình sẽ mang đến cho anh em một video mới ha. Thì anh em thấy nè, ở đây mình có một cái khối pin của khối pin 3S của con Flycam F11 4K Pro ha anh em. Đây là khối pin của con Flycam F11 4K ha. Thì hôm nay mình sẽ giải đáp tất cả các bí mật và thắc mắc của anh em về cái con pin này ha, cũng như là có cách nào đó để độ chế con pin này thay cell hay như thế nào đó khi con pin này bị hư hỏng ha. Rồi, đây là cái spec của con pin này anh em. Đây là spec của con pin. Sẽ cho anh em xem cái spec của con pin. Hơi lo lắng ha. Đó, đây là cái spec của con pin ha. Pin 3S này 11.1V 2500mAh. Đó, lithium ion battery này. Đó. Đây là pin của con F11 4K Pro ha. Thì á, đây là pin này em biết đó là pin li polymer ha. Đó, 3 cell với mỗi cell là 2500mAh. Còn đây là cái mạch điều khiển của nó. Đó, như anh em thấy cái mạch điều khiển nè. Đó, chúng ta có thể nhìn thấy trên mạch là những con IC, những con linh kiện điện tử dùng để hỗ trợ chức năng sạc ha. Nó sạc qua cổng là USB ha, micro USB. Có nhiều anh em á lầm tưởng là hồi trước cái lúc mình chưa mua, có nhiều anh em quảng cáo mình vậy nè. Có nhiều anh em quảng cáo mình là con này có hỗ trợ sạc nhanh. À, khi mà xài củ sạc nhanh 18W thì nó sẽ sạc nhanh được khoảng 3 đến 4 tiếng gì đó nó sẽ đầy. Còn nếu xài sạc thường á thì có thể sạc từ 5 đến 6 tiếng hoặc thậm chí hơn. Thì bây giờ sau khi mình mở cái mạch ra mình khám phá mình mới biết là con này không có sạc nhanh nha anh em. 100% con này không có sạc nhanh gì anh em, để ý cái chân sạc nè, chân sạc chỗ ngón tay cái mình. Chỉ có 2 chân ha. Sạc nhanh là phải có 4 chân ha anh em. 4 chân thì nó mới là sạc nhanh nha. Đây nè, đó, chỉ có 2 chân thôi. Con này hoàn toàn là sạc chậm nha anh em. Không hề có sạc nhanh nha anh em, xài củ sạc nào nó cũng sạc như nhau hết. Đó, nó cái dòng sạc nó kiểm soát bởi con IC này nè. Đó, anh em đừng có nghĩ là nó có sạc nhanh nha, không hề có sạc nhanh nha. Rồi còn cái vấn đề mà độ chế con pin này, thậm chí con pin này nó còn không có bảo vệ nhiệt nữa anh em. Nó không hề phát hiện được cái nhiệt độ của cái cell pin nha. Nó không hề có bảo vệ nhiệt nha anh em, rất nguy hiểm ha. Đó, cho nên là nó không có sạc nhanh. Rồi thêm cái vấn đề là độ chế cell, có thể thay cái cell mà li polymer này bằng cái cell 18650 không, thì mình xin thưa với anh em là nó không thể thay thế bằng cái cell 18650 được đâu nha anh em. Anh em coi nè. Đó, khi mình để một cell vô nè. Nó gần đầy vậy. Dữ lắm thì anh em để được 2 cell. Để được 2 cell 18650 là cùng ha. Không thể nào để thêm được một cái cell thứ ba luôn ha anh em. Và gần như là không thể nào đóng gói lại được. Cái cell 18650 nó rất là to, nó to hơn rất là nhiều so với cái cell của thằng li polymer này ha. Anh em coi nè. Cell 18650 nó bằng 2 cell li polymer luôn. Không thể thay thế cell 18650 vô cái batch pin này được đâu nha anh em. Đó, đây là cái vấn đề rất là nhức đầu khi chúng ta độ chế pin cho cái con
F11 4K Pro ha. Rồi ok, thì hôm nay mình chỉ bóc phốt cái chuyện mà sạc nhanh của cái con cục pin F11 4K Pro này thôi hết anh em. Rồi cảm ơn em đã xem video, hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Và tạm biệt, đừng quên subscribe nhé. Sạc thường như có sạc nhanh đâu, không hề có miếng sạc nhanh nào luôn.